VinFast Lắc A, Lắc SA còn gì để độ không? Ôi, VinFast Lắc A, Lắc SA còn rất nhiều đồ độ cho anh em luôn. Và đặc biệt những anh em nào đồ yêu đồ công nghệ luôn. Đấy, lại giới thiệu cho anh em một món đồ công nghệ dành cho xe VinFast Lắc A, Lắc SA. Đó là chìa khóa digital, chìa khóa thông minh. Đó, chiếc chìa khóa này sẽ thay một chiếc chìa khóa mới này. Đó, cái tính năng là ra xa tự khóa lại gần tự mở là đã tích hợp cho chìa khóa này rồi. Và đặc biệt hơn nhá, cái này nó cảm ứng được, chìa khóa này cảm ứng được luôn này. Trượt để mở khóa này, mở này. Đó, anh em thấy hay chưa? Đóng này. Đó. Và anh em đi ra xa khoảng 10 đến 15 mét nó tự động nó khóa, và anh em lại gần nó tự động nó mở. Và đặc biệt hơn thì thiết kế ở chìa khóa này nó là chìa khóa dạng chìa khóa thông minh mà, nên là có cái nút ấn cũng như cảm ứng trên cái chìa khóa này nhìn nó rất là hiện đại, nhìn nó rất là tương lai. Và đặc biệt những anh em nào yêu đồ công nghệ ấy, thì lắp bộ này khỏi nghĩ luôn. À, ok, anh em nào đang sử dụng cái dòng VinFast Lắc A, Lắc EA thì cần tham khảo với những cái đồ công nghệ cũng như là chìa khóa thông minh cho xe thì qua Akala Thái Nguyên liên hệ hoặc liên hệ bên em sẽ hỗ trợ tư vấn, cũng như là anh em có thể qua test xem sản phẩm trực tiếp.